Xin chào các bác xem kênh của Điện Máy Ecomat. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác hai mẫu TV 55 inch của TCL mới về hàng bên em. Dòng này là dòng của năm 2021. Mẫu TV 55 inch màn hình 4K và nó giá của nó rất là rẻ. Dòng này thì bên em đang khuyến mại, bên Ecomat đang chạy chương trình giá còn có dưới 10 triệu thôi. Một mẫu TV 55 inch 55P725. Hiện tại thì em đang quay trên màn hình cho các bác xem đây. 55P725, dòng TV màn hình 4K chạy hệ điều hành Android 11 của TCL. Và giá hiện tại bên em đang bán mà trừ hết khuyến mại đi thì chỉ còn 9.980.000 một mẫu TV 55 inch 4K. Và cái mẫu này thì chạy hệ điều hành Android 11 cho nên nó sẽ có cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt có nhá. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt có nghĩa là các bác sẽ tìm kiếm trên cái điều khiển của bác. Còn tìm kiếm giọng nói rảnh tay có nghĩa các bác có thể thao tác trên TV. Thì đấy là cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Đây em sẽ quay cho bác xem. Nếu mà muốn bật tìm kiếm giọng nói rảnh tay thì các bác sẽ bật ở đây. Đường sau TV nó sẽ có một nút nguồn này và một nút mic này. Mic này thì các bác gạt xuống sẽ là tắt này, mở lên sẽ là bật này. Và muốn cái kích hoạt cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay này thì nó cũng rất là dễ. Nếu như các bác so sánh sang dòng TV Sony thì các bác phải kết nối điều khiển, xong đó thì kích hoạt cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Còn cái dòng TV này thì các bác chỉ cần nhập Gmail. Khi mà các bác cài đặt TV lên, các bác nhập Gmail vào, sau đó thì các bác sẽ kích hoạt được luôn, chứ không cần phải khó như dòng Sony, và các bác sẽ nói được ngay. Mẫu này thì có thiết kế bên ngoài sẽ là mẫu này thiết kế bên ngoài thì cái viền nó cũng rất là mỏng, ba viền mỏng nhưng mà chất liệu thì bằng nhựa. Chân thì chữ V úp ngược và chân của mẫu này thì cũng là bằng nhựa. Giá thành thì hiện tại đang rẻ nhất trong phân khúc 55 inch màn hình 4K, giá có 9.980.000 thôi. Ở màn hình tần số quét của mẫu này sẽ là 60Hz. Nếu các bác nào mà muốn mua TV thì các bác hoặc là muốn tư vấn thêm, các bác sẽ gọi về số 0974178586 hoặc là vào website eco-mat.vn của bên em thì sẽ có các bạn tư vấn thêm. TV của em là TV hàng mới nguyên hộp, và khi mà giao hàng cho các bác thì sẽ giao hàng mới nguyên hộp chứ không phải giao hàng bày quầy. Nếu như còn hàng bày quầy thì bên em cũng sẽ nói ngay là hàng bày quầy chứ không cần phải nói dối các bác làm gì cả. Nếu bác nào mà lấy hàng bày quầy thì em sẽ đóng hàng bày quầy, còn hàng mới nguyên hộp thì là hàng mới nguyên hộp, các bác được về nhà quyền kiểm tra thoải mái. Trong trường hợp các bác nào ở xa các tỉnh khác thì bên em sẽ chuyển qua chuyển phát nhanh, thì bên chuyển phát nhanh họ cũng có giao các tỉnh, giao đi toàn quốc, và hàng hóa thì rất là đảm bảo, về nhà mình cũng được bóc hộp kiểm tra, cắm điện thử, test thử màn hình, lên màn hình rồi ok mới phải thanh toán chứ không phải bắt các bác phải thanh toán ngay. Đây là một cái mẫu TV 55 inch màn hình 4K mà dưới 10 triệu, giá thành thì rẻ nhất hiện nay. Dòng TV TCL này thì bảo hành sẽ là 2 năm toàn máy cho các bác. Đây. Đây là một mẫu đầu tiên. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác là hai mẫu TV TCL, hai mẫu đang giảm giá rất là nhiều bên em. Ở màn hình của mẫu này thì có độ phân giải 4K rồi, và có đầy đủ hết các cái tính năng như là xem trên YouTube này, xem trên Netflix này, các cái ứng dụng YouTube, Netflix đầy đủ hết. Đây em sẽ lấy cái điều khiển và em sẽ mở cho các bác xem. Giao diện của cái mẫu này thì nó chạy hệ điều hành Android 11 cho nên là nó giao diện rất là dễ dùng. Trên này nó sẽ có các cái ứng dụng có sẵn này như là Netflix này, TV này, YouTube này. Còn nếu bác nào mà muốn tải thêm, các bác hoàn toàn có thể vào kho ứng dụng của TV, các bác có thể tải được thêm rất là nhiều. Dòng TV Android thì nó sẽ có kho ứng dụng trên TV Android, có cực kỳ nhiều các cái ứng dụng rồi các trò chơi để các bác có thể lựa chọn tải về. Ở trên này thì TV gần như đã tải sẵn hết cho các bác là những cái ứng dụng mà các bác hay dùng trên TV rồi, đầy đủ hết các cái ứng dụng rồi. YouTube rồi. Một cái mẫu TV mà màn hình độ phân giải 4K 55 inch giá dưới 10 triệu, đầy đủ hết các tính năng tìm kiếm giọng nói tiếng Việt, tìm kiếm giọng nói rảnh tay,
đều có hết một, trên một mẫu TV mà giá thì có dưới 10 triệu, cực kỳ rẻ để các bác có thể tham khảo. Nếu bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua TV, các bác nên tham khảo qua dòng này, giá thành rất là tốt. Nếu mà để mà so sánh một mẫu TV 4K mà có đầy đủ tính năng này sang những dòng TV như là dòng TV Samsung hay Sony thì giá thành nó, em đảm bảo giá thành của nó sẽ phải khoảng tầm 12 đến 13 triệu trở lên, ít nhất là 12 đến 13 triệu. Còn những cái mẫu mới bây giờ thì cũng phải tầm khoảng 13 đến 14 triệu. Đấy là sang dòng khác, còn dòng TCL thì giá có dưới 10 triệu thôi. Đây, cái hệ điều hành Android 11 thì em sẽ vào phần cài đặt cho các bác để các bác có thể nhìn thấy này. Các bác vào tùy chọn thiết bị này, giới thiệu này. Đây, phiên bản Android 11 này. Một số các hãng TV khác như là TV Sony cũng chạy hệ điều hành Android, nhưng mà những dòng TV Sony mặc dù cao cấp nhưng mà nó cũng chưa lên được hệ điều hành Android 11 mà chỉ hệ điều hành Android 10 thôi. Nhưng dòng TCL thì đã lên được Android 11 rồi. Đây là một mẫu đầu tiên này. Và tiếp theo thì sẽ đến một mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai của dòng TV TCL cũng được giảm giá rất là nhiều bên em. Đó là dòng 55C725. Con này thì TV màn hình QF TV, màn hình chấm lượng tử. Và thiết kế bên ngoài thì sẽ là viền mỏng tràn viền ba cạnh. Và cái chất liệu của viền thì sẽ là bằng kim loại. Rất là đẹp. Đây. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đây, em sẽ tắt cái TV đi để cho các bác nhìn rõ hơn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình loan quay này, cái viền TV cực kỳ mỏng. Và chất liệu của viền thì sẽ bằng kim loại, cả cái chân đế này nữa, chân đế cũng bằng kim loại. Đây. Tất cả các cái khung, cái viền ở dưới cũng bằng kim loại hết. Một mẫu TV 55 inch, màn hình QF của TCL. Giá thành của con này thì sẽ là 11.870.000. Con này thì đang chạy giá sốc bên em. Con mẫu này thì đang chạy giá sốc bên em bắt đầu từ chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9. Hôm nay thì bên em mới về hàng một lô cuối cùng và giá thành thì cực kỳ rẻ. Bên em giảm giá xuống còn có 11.870.000. Một mẫu TV là màn hình 4K, độ phân giải 4K và cái viền TV là tràn viền ba cạnh. Tràn viền ba cạnh có viền bằng kim loại, rất là đẹp. Và mẫu này cũng có cái tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt này và tìm kiếm giọng nói rảnh tay đều có hết trên cái mẫu này. Màn hình tần số quét sẽ là 60Hz nhưng mà nó có thêm công nghệ hỗ trợ hình ảnh MMC lên đến 120Hz để cho các bác có thể xem những bộ phim hành động này, xem những cái chương trình thể thao được mượt mà hơn. Sau đây thì em cũng sẽ thử cho các bác về cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay ở trên cái mẫu TV của TCL này. Hey Google, mở YouTube. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Khi mà mình nói câu lệnh trên TV thì mình sẽ thao tác trên TV luôn chứ không cần phải sử dụng điều khiển nữa. Hey Google, nhạc vàng. Các bác có thể nhìn thấy tìm kiếm, kết quả tìm kiếm trên cái dòng TV Android thì nó cực kỳ chính xác. Và cái tính năng này thì các bác cũng có thể sử dụng để tắt TV được. Các bác cũng nói Hey Google và tắt TV. Còn cái mở TV thì các bác sẽ phải bật bằng điều khiển. Và cái mẫu TV của TCL này thì cái tính năng rất là nhiều nhưng mà giá thành thì cực kỳ rẻ nếu mà so sánh sang các cái hãng khác. Các bác nào mà không có quan tâm, không quá đặt nặng về vấn đề thương hiệu, cần phải mua Samsung, cần phải mua Sony thì các bác nên tham khảo qua dòng TCL này. Giá thành thì cực kỳ rẻ nhưng mà cái tính năng thì không thua kém gì Sony cả. Một số cái mẫu TV Sony như ví dụ như là X80K trở lên của năm 2022 thì nó mới có tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Còn sang dòng TV của Samsung thì nó sẽ không có cái tính năng này, bởi vì nó sẽ không chạy hệ điều hành Android.
Cho nên là nếu như để so sánh thì cái mẫu TV TCL này cực kỳ hợp lý nếu các bác mua. Và cái mã này thì em cũng sẽ nói lại, đó là cái mã 55C725. Cái mẫu này thì ra từ năm 2021 rồi, nhưng hiện tại thì bên em vẫn còn hàng. Và về hôm nay bên em về cái lô hàng cuối cùng của cái mã này. Giá nó cực kỳ rẻ, có 11 triệu, trừ hết quà đi còn 11.870.000. Giá TV 55C725 dòng QS của TCL. Nếu bác nào mà muốn mua hàng, các bác muốn tư vấn thêm, thì các bác hãy gọi về số hotline bên em, đó là 0974178586, hoặc là vào website eco-mart.vn thì bên em sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các bác. Các bác ở tỉnh xa thì vẫn có thể mua hàng được, bên em vẫn có chuyển qua chuyển phát nhanh, và giá chuyển phát nhanh cũng cực kỳ rẻ thôi. Một cái chiếc TV 55 này mà chuyển sang các tỉnh như là Hải Phòng, Nam Định, rồi Hải Dương, xung quanh Hà Nội thì giá chỉ khoảng tầm 400-500 ngàn thôi, cực kỳ rẻ so sánh với cả một cái mẫu TV này. Video của em đến đây cũng xin kết thúc. Xin chào và cảm ơn các bác đã xem hết video.